Xin chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính Bất Động Sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bán lẻ hụt hơi, chuỗi Winmart của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang lỗ gần 2 tỷ một ngày. Doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm bị phạt gần 750 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Nga rời ghế Hội đồng Quản trị VEAM. Thái Lan thúc đẩy thị thực chung với Việt Nam và 4 nước Đông Nam Á khác. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Ngày 8 tháng 4, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, SaigonTel, mã SGT, đã nhận được quyết định của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Theo đó, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định xử phạt 125 triệu đồng truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp 560 triệu đồng, tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 60,6 triệu đồng, giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau số tiền 403,6 triệu đồng và điều chỉnh giảm lỗ năm 2022 số tiền 14,22 tỷ đồng. Quyết định này được giao cho ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của SaigonTel để chấp hành. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, SaigonTel phải nộp số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp tổng 745,6 triệu đồng vào tài khoản của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tại kho bạc nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh góp ý việc đầu tư, cải tạo, duy tu, bảo trì 7 vòng xoay kết hợp tuyên truyền an toàn giao thông. 7 vòng xoay được đề xuất đầu tư, cải tạo gồm vòng xoay công trường Dân chủ, ngã 6 Cộng hòa, giao lộ Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, vòng xoay Phú Lâm, vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm, vòng xoay Hòa Bình, vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân. Trước đó, Công ty Cổ phần Bóng đá Thành phố gửi đề xuất trên đến Sở Giao thông Vận tải thành phố. Sở này cho biết ủng hộ đề xuất nhưng đề nghị công ty liên hệ Sở Văn hóa và Thể thao thành phố có ý kiến về việc tuyên truyền, quảng cáo và thực hiện đúng quy định. Sở Giao thông Vận tải thành phố đưa ra một số đề nghị để quá trình thực hiện tuyên truyền an toàn giao thông, quảng cáo nếu được cho phép đạt hiệu quả, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo đó, khi thực hiện, đơn vị phải đảm bảo đúng quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố về quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố và nộp phí khi sử dụng lòng đường, hè phố để tuyên truyền. Theo báo Dân trí, Yonhap dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc sáng 11 tháng 4 cho biết, Thủ tướng Han Duk-soo và ba cố vấn cấp cao của Tổng thống, trong đó có chánh văn phòng Lee Kwon-seop, đã đồng loạt đệ đơn từ chức. Ông Han Duk-soo cho biết chính phủ sẽ chấp nhận kết quả bầu cử quốc hội và sẽ tích cực hợp tác hơn nữa với quốc hội do đảng đối lập kiểm soát. Trong một diễn biến khác, lãnh đạo đảng Sức mạnh Nhân dân cầm quyền Han Dong-hun cũng tuyên bố sẽ từ chức và nhận trách nhiệm về thất bại của đảng này trong cuộc bầu cử quốc hội vừa diễn ra. Theo kết quả kiểm hầu hết số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội Hàn Quốc, đảng Dân chủ đối lập và các đảng liên minh giành được hơn 170 ghế trong tổng số 300 ghế ở quốc hội. Trong khi đó, đảng cầm quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol và các đảng liên minh giành được 108 ghế. Kết quả này có nghĩa là các cựu lực lượng đối lập theo chủ nghĩa tự do sẽ mở rộng quyền kiểm soát quốc hội, thậm chí trao cho họ quyền lập pháp để lật ngược các quyền phủ quyết. Cuộc bầu cử hôm 10 tháng 4 được nhiều người coi là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm giữa kỳ đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol, người nhậm chức vào năm 2022 với nhiệm kỳ 5 năm. Phát biểu sau thất bại của đảng cầm quyền, Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ cải cách các vấn đề nhà nước để phản ánh ý chí của người dân. Ngày 10 tháng 4, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX với kết quả không mấy khả quan. Cụ thể, năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế 599,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lãi 1.981,1 tỷ đồng. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày, năm vừa qua, chủ chuỗi siêu thị Winmart lỗ cỡ 1,6 tỷ đồng, đối lập với mức lãi 5,4 tỷ đồng một ngày của năm 2022. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2023 đạt 4.355,2 tỷ đồng, giảm 12,1% so với mức 4.954,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam VEAM, Upcom VEA vừa có thông báo đã nhận được đơn đề nghị thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của bà Nguyễn Thị Nga. Cụ thể, bà Nga cho biết do công việc cá nhân, bà không thể tiếp tục đảm nhận vai trò thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty. Vì vậy, bà đề nghị được chấp thuận thôi giữ chức danh này kể từ ngày 5 tháng 4.
Theo quy định, Hội đồng Quản trị VEAM sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua đơn đề nghị này. Nếu được chấp thuận, Hội đồng Quản trị VEAM sẽ chỉ còn lại 4 thành viên là ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch, ông Phan Phạm Hà, ông Nguyễn Tiến Vị và ông Phạm Kim Kha. Bà Nguyễn Thị Nga tham gia Hội đồng Quản trị VEAM từ ngày 24 tháng 1, 2017 đến nay. Hiện cá nhân này sở hữu hơn 64 triệu cổ phiếu VEA, chiếm 4,83% vốn công ty. Theo Economic Times, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, người cam kết nâng cao vị thế của Thái Lan như một điểm nóng du lịch thành một trung tâm hàng không và hậu cần, đã thảo luận về ý tưởng thị thực giống Shenzhen của EU với các đối tác của ông ở Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar và Việt Nam trong những tháng gần đây. Ý tưởng này nhằm đảm bảo khả năng di chuyển liền mạch cho khách du lịch giữa 6 quốc gia láng giềng dùng chung một thị thực. Với hầu hết các nhà lãnh đạo phản ứng tích cực với khái niệm thị thực chung, Thái Lan, quốc gia dựa vào du lịch, đặt mục tiêu tạo ra nhiều doanh thu hơn trên mỗi khách du lịch và hỗ trợ nền kinh tế trước những cơn gió ngược như xuất khẩu chậm chạp và nhu cầu toàn cầu yếu đang gây tổn hại cho ngành sản xuất của nước này. Theo dữ liệu chính thức, 6 quốc gia Đông Nam Á nói trên đã thu hút tổng cộng 70 triệu lượt khách du lịch nước ngoài vào năm 2023. Thái Lan và Malaysia chiếm hơn một nửa tổng doanh thu trong khoảng 48 tỷ đô la Mỹ doanh thu du lịch. Thị thực chung là sáng kiến tham vọng nhất trong số các sáng kiến du lịch của Srettha. Nhắm đến mục tiêu lâu dài, ngành công nghiệp này đã phục vụ tốt cho đất nước, chiếm khoảng 20% tổng số việc làm và chiếm khoảng 12% trong nền kinh tế trị giá 500 tỷ đô la Mỹ của Thái Lan. Mới đây, việc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động thông báo Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Bách Hóa Xanh, Công ty Đầu tư Bách Hóa Xanh đã hoàn tất chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư CDH Investment với tỷ lệ 5% đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Cụ thể, CDH đã thông qua Green B2 Private Limited để hoàn tất khoản đầu tư mua cổ phần thiểu số Công ty Đầu tư Bách Hóa Xanh. Sau thương vụ, MWG vẫn sẽ là cổ đông chi phối của đầu tư Bách Hóa Xanh bên cạnh sự tham gia của CDH Investment và ban quản lý công ty. Được biết, CDH Investment là một công ty quản lý tài sản đến từ Trung Quốc và được sáng lập bởi Chủ tịch Wu Shanji vào năm 2002. Hiện công ty này đang quản lý 6 quỹ đầu tư với tài sản tích lũy ước tính lên đến 20 tỷ đô la Mỹ. Riêng Đông Nam Á đã là thị trường mà CDH bắt đầu rót vốn từ những năm 2010 trong lĩnh vực tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe và công nghệ. Triết lý kinh doanh của CDH là đầu tư tập trung dài hạn, trao quyền cho các nhóm đầu ngành. Trên thực tế, CDH không phải là cái tên xa lạ với Việt Nam khi từng đầu tư vào MWG nhưng đã thoái vốn từ cách đây gần 10 năm. Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của CDH tại Đông Nam Á. Giám đốc Thomas Lenji của CDH, chi nhánh Đông Nam Á cho biết, sự nhập cuộc của CDH trên thị trường bán lẻ Việt Nam được cho là không hề khó hiểu, khi đây được đánh giá là thị trường tiềm năng với dân số gần 100 triệu người, trong đó 50% là dân số trẻ, có nhu cầu tiêu dùng đa dạng. Hệ thống phân phối thương mại online tại Việt Nam cũng chỉ mới trong giai đoạn phát triển ban đầu với tỷ trọng 10-20%, qua đó còn rất nhiều dư địa cho các nhà bán lẻ. Trong khi đó, báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 11-2023 của Bộ Công Thương cho thấy tổng quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam đạt khoảng hơn 140 tỷ đô la Mỹ và dự báo sẽ tăng lên khoảng 350 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Con số này sẽ đóng góp khoảng 59% GDP cả nước. Rất rõ ràng, việc CDH nhập cuộc thị trường bán lẻ không chỉ đem lại cơ hội tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư mà còn kích thích tính cạnh tranh cho các bên tham gia. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý khán giả có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, có thể chia sẻ bằng cách comment vào phía dưới video này. Và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.